tự mình làm, tự mình sống, tự mình lo cho cháu thôi. Giờ cháu có sức khỏe, không cần gì hết. Cháu có sức khỏe để buôn bán, tự lo cho cháu. Hỏi sao vậy? Bà vừa nói nếu con chết là bà chết theo. Bởi vậy con không cho bà sống mà. Bà tên gì ạ? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 66. Ở ngoài trên nhà chị 10. Dạ. Bà ở đây là mấy năm rồi ạ? 7 năm rồi. Đôi bàn tay chai sạn, nếp nhăn in hằn dấu vết thời gian. Bà Lan, một mình lặng lẽ bên gánh bánh rong, trở thành một hình ảnh quen thuộc trên con đường Nguyễn Tất Thành. Cuộc sống của bà là cả một hành trình đầy gian nan, ngày ngày thức dậy từ 4 giờ sáng để bán bánh mưu sinh. Nối nghiệp của mẹ cũng như là để chăm sóc đứa cháu cố mà mình hết mực yêu thương. 4 giờ mấy ra ra dọn ra, khoảng 3-4 giờ về. Còn hết thì cũng 3-4 giờ về á, lo cho đứa cháu cố á, con có cái chút á. Cái bánh này là bà thường bà làm hay sao ạ? Cái này làm, còn này là của nhỏ em nó làm. Còn me thì mình làm, còn bánh tráng thì mình lấy mối. Còn bánh tiến là mình tự làm. Thì ở đây bán mấy thường không bà? Có tháng 7, tháng 8 này bà ơi. Dạ. Ở đó đi là nhiều, chỉ như đó là bán 70 bánh. Bây giờ còn có 40 thôi. Tại cái tháng 7 với bánh mì phu này nè, với mưa nè. Mình chỉ như mình vốn làm 1 triệu. Bán ra 1.2, 1.3, khi bán đất thì 1.4 vậy đó. Có ai ngày nay á, mưa bão quá, bán ơi quá. Mấy ngày nay cũng mưa, muốn bệnh á. Chứ ở nhà đâu có ai. Bán được bán, còn để bán được cũng để dành chút tỉnh nâng đóng tiền nhà cửa. Đâu ai đâu, tự mình làm, tự mình sống, tự mình lo cho cháu thôi. Giờ cháu có sức khỏe, không cần gì hết. Cháu có sức khỏe để buôn bán, tự lo cho cháu. Mà bà ra đây bằng xe hay là bà đi cho ông ra? Đi gánh đâu nổi, rồi á, còn miếng nổi nữa. Nó mới bán có 3 ngày là nghỉ, mai nghỉ 2 ngày thì cấm bệnh. Mình quá tối ngủ không được, với hai tặng nó giật, rồi mình cũng lưng nó ngồi, nhức toàn bộ hết trơn á, mà mai tính thì chụp hình. Hồi đó là bán hàng rong á, bà bán trái cây, cũng bán giống vậy nữa nè, mía, tóc, ổi gì nọ. Bán trái cây đúng không? Bán trái cây, cái xong xưa thời gian này mẹ mới dạy. Mẹ mới dạy bán cái món gì vậy á. Đó. Bánh rồi là mẹ dạy cho mấy đứa em làm. Còn bánh tiếng là mẹ dạy ở đây. Rồi mẹ cũng vậy đó. Rồi mẹ bỏ chết. Những chị em toàn bán này dạ không? Là bán bánh rồi nè, bán bánh. Bánh nhỏ ha, ngồi đường 41 á. Cũng ở trên ngã tư á. Rồi dạ. Em. Vậy là bánh này là do bà, mẹ của bà truyền lại hả bà? Dạ. Bà có cảm thấy đam mê với cái nghề làm bánh hay không? Dạ. Mẹ mà. Dạ. Nghề làm bánh đã gắn liền với bà từ thuở thiếu thời. Đó là món quà, là gia tài quý giá mà mẹ muốn truyền lại. Mỗi chiếc bánh bà làm ra đều chứa đựng tình yêu thương và tâm huyết, cũng như những kỷ niệm đẹp bên mẹ của mình. Bà có mấy người con mà? 3 người mà mẹ của mấy chú chết rồi. Rồi tính cháu quạ chết luôn. Rồi để lại cháu cố luôn. Hai mẹ con ngồi bằng thờ đó. Giờ còn có hai đứa mà bà thằng con trai á, nó ở bên vợ nữa. Còn nhỏ con gái thì cũng khổ. Con mà có hay về thăm bà không? Có. Nó cũng khổ. Giờ là bà lo cho cháu cố, rồi có ai phụ giúp bà không? Có ai, nhỏ con gái nó cũng khổ, nó cũng lo cho con nó cửa cả rồi này nọ. Cũng lo cho con nó, còn đây tôi bán, tôi lo cho cháu cố. Là con cũng nhỏ chết đó. Con có mấy chút rồi, năm nay nó được hơn làm 4 tuổi rồi. Gái lần lần. Dạ.
Cứ bán vậy á, khi tôi về á, nó ngồi ngay cửa, nó dòm ra. Ấy giờ bắt đầu gánh về rồi, về cố về kìa, cố ra mua súp cho con nha. Qua mai cố mua bỏ cho con nha, nó ăn gì cho ăn. Tại giờ lỗ cũng cần biết lo cho cơm cháo là bà. Cuộc sống của bà là cả một hành trình đầy gian nan, nhưng tình yêu thương dành cho cháu luôn là động lực lớn nhất. Dù cuộc sống có khó khăn đến nhường nào, bà cũng không bao giờ từ bỏ hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho cháu mình. Cuộc đời bà Lan đã trải qua nhiều sóng gió. Những mất mát, những đau thương đã khiến bà trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, bà vẫn luôn đau đớn nỗi nhớ về người thân đã khuất. Mỗi lần làm bánh mà có nghĩ tới mẹ không bà? Dạ. Khi ngồi á mà cũng nghĩ mẹ, mà nghĩ tới mấy chút. Ngồi cũng tự như mấy chút ngồi gần mình. Ngồi nhớ rất quên. Lúc mình á, tôi biết nước trời đây nó phát ra, phát ra là nó nhức quá ngoại ơi, vô nhà thương, bắt đầu là không dám nói cho nó biết, thì tôi ra bác sĩ kêu ngoại ra là con biết rồi, ngoại đừng giấu con, không có ngoại có giấu con đâu. Thôi bác sĩ mà kêu á là kêu con với ngoại ra, hỏi này tự nhiên cái bác sĩ quắc có mình ngoại ra là con biết rồi, và bao nhiêu lâu là tôi chết, nó còn kêu tôi chứ con chết con không bao giờ cho ngoại cái mặt. Hỏi sao vậy? Ngoại vừa nói nếu con chết là ngoại chết theo, bởi vậy con không cho ngoại cái mặt. Nó mới kêu tôi ra ngoài chỗ này chùa Kim Liên á, có 10.000 sơ ly. Vừa mua 10.000 cho đi á, là mới vừa tầm mới đi có mấy đứa mà tao ở sớm nó gọi luôn, cái chút chết rồi. Ví dụ tôi đi á, mệt lắm rồi, nói có tranh nhau có thèm cái gì mua nó, biết cái chứng bệnh đó nó thèm, nó có tranh nhau cũng bệnh nhỏ đó. Tôi nói hả, nó thèm cái gì mua rồi nó đâu có ăn, thèm quá trời cái gì cũng chạy mua cho bằng được, không có ăn, nó chết luôn. Nằm ngủ cái thời cũng dòm bài. Gánh bánh rong của bà Lan không chỉ là phương tiện mưu sinh mà còn là nơi chứa đựng bao kỷ niệm, bao nỗi niềm. Ai có thể nghĩ rằng sau những mất mát đau thương ấy, bà vẫn đứng vững và tỏa sáng đến nhường nào.